Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Vi Huỳnh Gaming. Lại là một video tiếp theo của mình về trò chơi Block Food trái cây. Cho bạn nào là những người xem video cũ của tôi mới tới kênh này thì đây là kênh Vi Huỳnh Gaming mới của mình nha các bạn nhé. Mới đăng có 3 video thôi. Anh em nào là người xem cũ, người đăng ký cũ thì hãy đập nát nút like video và đăng ký kênh để giúp mình gọi là phát triển cái kênh này lại nha. Rồi, quay trở lại vấn đề. Server máy chủ Discord của mình có hơn 130.000 thành viên. Và vài ngày trước thì mình có đăng một bài truy tìm bạn fan của Block Food giàu nhất tại đó. Sau đó có hàng ngàn tin nhắn được gửi tới và tôi đã phải thức trắng đêm để lọc ra những tài khoản siêu cấp VIP pro nhất. Vì vậy trong video ngày hôm nay mời các bạn hãy cùng mình review những tài khoản đó, xem đâu tài khoản xịn các bạn nhé. À, quên nhắc các bạn, mặc dù kênh Bi Huỳnh Gaming cũ 500.000 sub của mình đã oảng rồi, tuy nhiên thì tất cả dịch vụ trên Bi Đại Thần Roblox vẫn hoạt động rất là bình thường. Các bạn hãy nhấn dưới phần mô tả ở bình luận mình có ghi một cái link ở đó nha. Còn bây giờ hãy cùng mình random phát trước khi chúng ta bắt đầu video này. 3, 2, 1, PAM. À, đèn thế nhỉ. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cái nick đầu tiên. Let's go. Right, chúng ta cùng đến với cái nick đầu tiên các bạn nhé. Một người mà các bạn cũng khá là quen thuộc bởi vì tôi cũng hay nhắc đến trong video là bạn Godlinken. Thì tôi chưa bao giờ review của Khứa Linken này cả, cho nên giờ chúng ta hãy cùng xem là Khứa này có gì nha. Đầu tiên này có 3.650 Robux. Trong một năm nay thì bạn Godlinken xài 20.889 Robux. Uầy, mày nó làm cái gì mà nó xài nhiều dữ vậy ta. Rồi, bây giờ hãy cùng đăng nhập vào Block Food để xem là nick của Khứa Linken này có gì không các bạn nha. Oh my god, đúng là cái nick của đội trưởng bên dịch vụ cày Block Food có khác các bạn ạ. Có 990 triệu berry và 2.8 triệu điểm Vagman. Ai gu. Ê, nhưng mà kỳ lắm nha các bạn nha. Các bạn nhìn này, tôi kéo xuống cho các bạn xem. Thế nếu nào mẹ bounty có 2M4 mẹ phèn với ta. Nhưng mà bù lại cái là những cái berry Vagman cực kỳ ấn tượng ha. Để tôi xuống xem là sẽ có tổng cộng là bao nhiêu tộc nha. Hiện tại đang là tộc thiên thần có V4 này. Tầm này là tôi nghĩ là thằng Linken này nó phải là full tộc V4 rồi các bạn ạ. Human, Rabbit, Shark, Angel, Gold, Cyborg. Đúng luôn rồi, 6 tộc V4 các bạn ơi. Bên phần vật phẩm thì chúng ta cùng xem. 35 thanh kiếm, hình như là vẫn thiếu đâu đó 2 thanh thì phải. Vũ khí tầm xa thì đầy đủ rồi nè. Phụ kiện thì có cả áo choàng Holiday. Có luôn cả hai vật phẩm trong sự kiện Kitsune là mặt nạ cáo và cái Kitsune Reborn Vương Miện Thủy Quái của Leviathan. Ok, nói chung là cũng khá là đầy đủ đấy các bạn ạ. Bây giờ mới là phần quan trọng này. Rồi, chúng ta cùng chuyển ra vật phẩm giá trị xem. Ui mà, thằng Khứa này nó có 83 mảnh vỡ gương. Như vậy là phải đánh 83 con Katakuri à. Nếu thế thì cũng gần bằng kỷ lục của Bi Huỳnh rồi đấy. Bởi vì nếu mà các bạn có theo dõi thì hồi trước Bi Huỳnh có làm một cái thử thách đánh 100 con đầu kinh. Thì tôi gần được 100 mảnh vỡ, mà thằng Linken này 83 thì cũng vãi nổi đấy. 19 nguyên thạch bóng tối này, một chiếc team Levi thần cũng không có quá nhiều điểm đặc biệt. Chúng ta chuyển sang phần báu vật luôn. Pam. Ai gu. Lưu trữ tối đa là 11, có 3 chai báu đốm, một cháy rồng. Không có Kitsune. Hơi thiếu một chút nha. Nhưng mà không sao bởi vì cháy rồng chuẩn bị được reward rồi. Cho bạn nào chưa biết thì mới hôm qua hôm kia thôi, Admin Dipendra vừa mới đăng tải lại sau 3 tháng thợ lặn của mình. Anh ấy có đăng tải một tấm hình với tiêu đề tiếng gầm của vua và đang sử dụng chiêu thức của cháy rồng, đồng thời nói là update đang tới rất gần rồi các bạn. Thì theo như tôi đánh giá nha là update nó sẽ rocket bay nổi thật. Theo như cái dự đoán của tôi thì update nó sẽ ra mắt vào tầm cuối tháng này hoặc là đầu tháng sau, ngay lễ phục sinh luôn các bạn nhá. Chúng ta cùng chuyển ra phần trái quỷ vĩnh viễn này. Rocket mấy cái trái lõi thì bỏ qua nè các bạn nhá. Chúng ta cùng xem những cái trái khác thì sao. Có dung nham vĩnh viễn, chấn động vĩnh viễn, Buddha, Bottle, ok, Lôi, ok, cũng khá là nhiều tranh viễn này. Blizzard, Void Mammut, T-Rex thì lại không có. Ây, có cả Mochi vĩnh viễn là hợp lý rồi nè. Được của nó đấy. Thế đéo nào nó lại không có trái rồng vĩnh viễn nhá. Leopard và Kitsune vĩnh viễn. Alright. Rồi, 2M5 bounty, một cái lượng bounty nếu thể nào thấp hơn. Chạy đi đâu, 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 chạy đi đâu. Nói thật với các bạn là khoảng tầm 20 ngày nay tôi chưa BBB các bạn nhé. Nhưng mà vào tay chế Mochi thì vẫn cứ là vào cầu thôi. Free bounty. You die. Rồi, chúng ta cùng ở trong một cái tài khoản thứ hai là của bạn Jin. Bạn ấy đang có mức bounty là 11.5M. Ok, hơn thằng Linken là được rồi. Ui, 874 triệu berry và 556 điểm phát mình.
vãi cả nồi, thật có cái triệu hồi thủy quái. Đương nhiên rồi, bởi vì trên 10 mà sẽ chịu có triệu hồi thủy quái các bạn nhá. Rồi, chúng ta cùng làm nhanh qua phần kiếm nha. Có 36 thanh kiếm nè. Để xem mà có thanh nào enchant không ta. CDK nè. Ừ, không enchant nè. Hắc kiếm này có enchant không? Bam. Thật ra thì những cái nick của bạn fan ít khi nào mà tôi thấy có những cái dòng enchant lắm các bạn. Kiểu như là enchant những cái dòng pressing này kia nó khá là tốn kém ấy. Cho nên thường thường là mấy bạn sẽ enchant những cái quyển trục nó cố bắp hơn một tí. 36 thanh kiếm gần như là full luôn rồi nha các bạn. Có phốc lam này, có cả mỏ neo cá mập luôn nè. Vũ khí tầm xa, phụ kiện. À, cũng y chang như khứa linh ken hồi nãy luôn các bạn. Đều là full hết luôn. Với cái việc là có nhiều berry với lại nhiều fragment thế này thì 99,9% là đa phần nó đều là full, gần như là mắc phụ kiện rồi các bạn ạ. Chủ yếu chúng ta sẽ coi phần trá quỷ rương với lại trá quỷ vĩnh viễn thôi. Bam. Ai gu. Hơi tồi nha, hơi tồi nha. Có tổng cộng là 13 slot tối đa, nhưng không có trái đồng, cũng không có trái kitsune. À đủ. Tính ra arc này cũng không phải là quá mắc binh các bạn nhỉ. Được cái chốt. À, được quả rocket vĩnh viễn. Đấy các bạn thấy nói đúng không? Chủ yếu là mấy bạn fan sẽ xài những cuốn trục kiểu như là legendary là mắc binh rồi. Ok, thử random phát nhá. Các bạn đã like video cho kênh mới của BeeWing chưa? Lại thêm một video nữa mà các bạn lại xem chùa, các bạn không like cho nên nó mới ra cái trái cao su như thế này đây. Tiếp theo là phần trả quỷ vĩnh viễn. Rocket, quay, phân tách, lò xo, bom, khói. Quầy toàn mới cháy lỏ vĩnh viễn không à. Băng nè. Dung nham. Buddha cũng vĩnh viễn luôn. Portal để di chuyển. Ok, hợp lý. Cháy lôi lại không có vĩnh viễn. Blizzard, T-Rex không vĩnh viễn luôn. Nhưng mà Mochi lại có vĩnh viễn. Đây chắc chắn là một fan cứng của Bi Huỳnh, cũng như là trong quân đoàn Yoshigang rồi các bạn. Một bậc thầy Mochi. 571 điểm sáng tạo Mochi. Bóng đêm độc điều khiển cũng không có. Rồng cũng không vĩnh viễn luôn. Leopard vĩnh viễn, nhưng mà Kitsune thì lại không. Nói chung là arc này tệ hơn cái arc của Linken một tí, nhưng mà bù lại thì bounty nó cao hơn, cho nên là khi mà chúng ta BBB thì nó vẫn cứ là thấm hơn rất là nhiều. Theo như tôi được biết thì bạn này cũng là full tộc luôn nha các bạn nhá. Tất cả những tộc đều đã full tộc và đều full gear. Để tôi xem là với 11,5 mà bounty thì nó sẽ cho bao nhiêu phần trăm phòng thủ của ta. 26% phòng thủ và 17% sát thương. Cũng khá là gọi là ok đấy chứ. Rồi, chính vì là tôi đang quay video này vào buổi đêm cho nên là đi tìm server không có ai BBB. Cho nên là tôi đã mời bạn thủ lĩnh ở Shadow Garden là An Tạ vào BBB với nó một tí các bạn nhá. Sẵn sàng chưa anh ơi? Anh sẵn sàng anh ơi. May I die chip in Shadow. May I die chip in Shadow. Let's go! No! No! Đừng! Mẹ tha cho anh đi! 20 ngày chưa chơi mà mày làm nhanh quá! Anh mày không có gọi là thở kịp em ạ. Mày You die. Khuất phục đi. Khuất phục trước nhà vua đi. Tao là Duke of Arrakis. À đồ, thêm cả Godchibon vào đây nữa à. Muốn thử kiếm với lại là mẹ công tước ở xứ Arrakis à. Đại trí gây Biwing Katakuri. À, mày dám xài Mochi trước mặt Bi Huỳnh. Dám xài Mochi trước mặt Bi Huỳnh. Bam 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 bam. Bam. Đứng lại đó. You die. Các bạn thấy 20 ngày mà tôi chưa vào game chơi, nó vẫn cứ là ok các bạn ạ. Mặc dù mình chơi hơi bẩn tí, mình đang bật T4. Ừ, vạn bột quyền. CDK bam 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 bam. Boom! Các bạn đừng tưởng Bi Huỳnh không chơi Lock Foot trong 20 ngày bị mất kênh là Bi Huỳnh yếu. Không có đâu. Rồi ok các bạn, chúng ta cùng đến với cái nick thứ 3 trong video ngày hôm nay của bạn có tên là Marshall. Một nhân vật trong bộ phim anime mà tôi đã từng coi rồi các bạn. Nói chung là bộ anime đó là mấy anh khứa mà nó càng nhiều gặp trên mắt là càng mạnh hơn. Ê, nhưng mà quen với ta, hình như là cái nick này nó lên kênh của Cu Hùng Akira một lần rồi hay sao các bạn. Cho nên là chắc là tôi sẽ review sơ cua lại cho các bạn xem một lần nữa nhá. Bạn ấy bảo với tôi á, là bạn ấy có 30M bounty ở cả hải quân lẫn hải tặc. Đó, chính xác là 30M hải tặc luôn nha. 90 triệu berry và 231.000 điểm fragment. Gà hơn hai cái nick hồi nãy rất là nhiều luôn á. Rồi, về phần item thì 38 thanh kiếm này đều đã nâng cấp lên gần như là full một sao hết trơn rồi. Chắc là sẽ không có enchant đâu đúng không? Ê, có enchant một cái dòng si nè. Ừ, được đấy chứ. Để xem có mấy thanh khác có enchant không nhá.
CDK là quan trọng nhất này, quên chen không? Bàm. Trời ơi, sao không enchant CDK ta? Sao mình khứa này phải enchant CDK? Cái CDK là cái mà người ta hay sử dụng nhiều nhất mà. Phốc làm, cũng không có enchant luôn. À, chúng ta sẽ đến luôn với phần kho báu. Wow! 5 trái Kitsune, 9 trái leo bạc, 8 trái rồng, 9 trái Spirit, 16 trái con trồ. Wow! Nói chung là đây là một tặc ok đấy. Tuy là Berry phát mình không bằng nhưng mà về trái quỷ rương thì ấn tượng đấy. Toàn là trái xịn không. 8 trái đồng này là mai mốt tôi nghĩ là có thể đổi đâu đó được khoảng 20 trái Kitsune đấy chứ, khi mà nó được update các bạn nhá. Rồi, ở phần trái quỷ vĩnh viễn thì cũng có khá là nhiều trái vĩnh viễn luôn nha. Voi này, T-Rex vĩnh viễn này, bột này, điều khiển này, Spirit này. Ây, lại không có rồng vĩnh viễn. Ừ, thường thường mình khứa mà nó chơi lâu cỡ này là nó phải có rồng vĩnh viễn chứ sao khứa này lại không có nhỉ. Kitsune và Leopard vĩnh viễn. Nói chung là đa phần nick này là trá quỷ xịn đều là vĩnh viễn các bạn nhá. Giúp mình đánh bot à? À, bạn muốn đánh bot gì? Thường thường người ta review vào người ta sẽ cầm nick BVB, nhưng anh Bi Huỳnh đi một lối đi riêng. Anh Bi Huỳnh vào giúp những bạn noob đánh bot. À, cái con bot trên đây đúng không? Ok, để tôi vào tôi làm gỏi thằng khứa đôn sầu quên này cho. Vào đây mà hút đi. Mẹ hành trình giúp núp của anh Bi đại thần. Bạn ơi, vào gây đám cái kia. Nhanh lên mẹ. Tôi mẹ xử nó luôn bây giờ. Cái đệt. Bạn xài, mẹ, bạn xài cái chiêu một của Mochi. Bạn còn xài ngược nữa. Cái đéo gì vậy? Tao lấy mày. Mẹ, mày có thật trên đời không? Ok à. Má. Ok, mẹ mình có nên giúp không ta? Thằng khứa này nó xài chiêu tùm lum hết vậy. Đây, để mình giúp thêm một tí nữa cho nó có hai lớp máu lận. Mình giúp được. Ơ sao nhiều máu thế? Mẹ đánh hoài vẫn hồi mà. Đánh hoài thằng này nó vẫn nhiều máu là sao vậy? Mẹ lỗi game à? Ok. Cái lỗi game là một chuyện nhưng mà cái thằng khứa này nó xài hình như là tôi hơi quá tay hay sao mọi người ơi. Hình như là tôi hơi quá tay à, tôi quấn luôn con bot hay gì luôn vậy gì ta. À mà không biết gì hết nha, không biết gì hết nha. Chắc ao quá chứ không thôi hồi bị chửi á. Thằng khứa này nó mang cái bộ outfit mà tôi không hiểu sao nó mang được vô trong lock food luôn á. Thường thường là mấy cái kiểu như là mấy cái hiệu ứng ở đằng sau mà to to thế này là vào lock food người ta đâu có cho đâu ta. Nhưng mà bỏ qua chuyện nó đi, bạn này có 900 triệu berry trong video ngày hôm nay. Khứa nào cũng nhiều berry hết và 46.000 điểm phát mình. Hơi ít nha. Nhưng bù lại thì có sao anh ngạt đang xài này. Hai nick kia thì cũng có sao anh ngạt thôi các bạn. Nhưng mà tôi lười đi lấy cho nên tôi xài Gothuman luôn nhá. Bạn Kinbro ARM này đang có mức bounty là 20 triệu. Bên hải tặc, bên hải quân thì tôi cũng không biết là bao nhiêu. Nhưng mà chắc là cũng thấp thôi các bạn ạ. Chuyển sang phần vật phẩm nhá. 38 thanh kiếm, full thanh kiếm luôn. Tất cả đều nâng cấp lên 1 sao. Wow. Có cái enchant này á. Cái đẹp. Ui. Má thường thường, chỉ có mấy anh em youtuber bọn tôi thì mới hay enchant mấy cái dòng này thôi. Bạn này có hẳn cái dòng xịn nhất game là dòng nguyền rủa luôn các bạn nhá. Để tôi xem là mấy thanh khác có không. Hắc kiếm có không? À, hắc kiếm thì lại không có này. Lưỡi hái thì sao? Lưỡi hái cũng đéo có luôn. Tam kiếm. Không có luôn. Nói chung là được mỗi thanh CDK là có cái dòng nguyền rủa nhìn ngon lành phết. Đây là cái dòng theo như tôi nhớ không nhầm. Má lâu rồi không chơi game, nếu nhớ kỹ lắm. Tức là cái dòng của thanh kiếm này thì khi mà các bạn đứng gần quái thì quái sẽ tự động nhắm vào bạn. Và nó sẽ đánh bạn đau vãi cả nồi. Nhưng bù lại khi mà bạn kết liễu được bọn chúng thì bạn sẽ được nhận thêm tiền, thêm kinh nghiệm này kia. Ừ đúng rồi, theo như tôi nhớ là vậy. Rồi chúng ta chuyển sang vũ khí tầm xa. Bạn ấy có 13 vũ khí tầm xa. Full luôn nha. Phụ kiện là 46, áo choàng lễ hội, Leviathan siêu. Ê! Hai cái nick hồi nãy hình như là đều có Leviathan siêu. Ừ như vậy là nick này mới là full phụ kiện biển này các bạn này. Kitsune Reborn, mặt nạ quỷ, có mũ Santa, có cả mũ Santa trong sự kiện Giáng sinh từ năm ngoái hay sao ấy. Và vật phẩm giá trị thì sao? 9 trái tim Leviathan và những cái lặt vặt khác. Cuối cùng là phần kho báu. 3, 2, 1, bam. Ây da, sao thất vọng dữ vậy ta? Tức là ạc thì rất là ngon, ạc sang huynh ạt, ạc một đống berry, một đống phát mần. Bounty thì cao, các kiểu vũ khí còn có cả enchant nữa nhưng mà lại đéo có nhiều trá quỷ rương. Thôi, bỏ qua chuyện đó, chúng ta cùng xem bên phần trá quỷ vĩnh viễn xem nào. Đang thấy mấy trái lỏ là full hết rồi nè. Trái băng vĩnh viễn cát luôn, bóng tối, ánh sáng. Wow, hầu như là những cái trái nào mà nó thông dụng là đều vĩnh viễn rồi nha. Lôi, Blizzard, Voi Mammoth, T-Rex, Bột.
bóng đêm. Độc ư. Spirit thì lại không vĩnh viễn. À, ê, 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 có rồng các bạn ơi. Ồ, được đấy. Nãy giờ mới tìm được một tích có cháy rồng vĩnh viễn các bạn ạ. Bởi vì biết sao không? Bởi vì sau khi mà nó update thì mấy cái cháy rồng này nó sẽ được tăng giá lên. Ai mà sở hữu nó vĩnh viễn từ trước khi update ấy, thì sẽ cực kỳ là có lợi nha các bạn nhé. Rồi, bạn ấy có cả Leopard và Kitsune vĩnh viễn luôn. Chung quy thì đây là một cái nick nếu như mà để nói về không phải là YouTuber nha, thì tôi đánh giá tận phải 8,5, 9 điểm trên 10 luôn á. Bởi vì nếu mà so sánh với YouTuber thì so sánh làm gì các bạn. Bởi vì mấy anh khứa như là anh em tụi tôi, Hùng Akira hay là Snack các bạn, thì sẽ nạp rất là nhiều để mà quay clip này kia các kiểu nữa. Cho nên là với một cái acc thông thường thôi. Ơ mày thằng nào đập tôi vậy? Mà thôi tao random mày cho rocket này mày đánh tao luôn đi. Ừ. Mày làm gì tao mày làm luôn đi. Ừ. Sao cái video này nó xui với mày ta? Mày làm nhanh lên. Mày combo Free Fire ác quỷ một tí vào mày làm chậm vậy. Ơ nhưng mà tôi bị kẹt con mẹ vào trong tường rồi. Rồi, tôi sẽ test thử sức mạnh cháy rồng trước khi update vào cái thằng khứa này. Ai cho mày động vào đâu đốc Stone? Đó là bạn của tao. Mày biết đó là bạn của tao không nhóc? Ai cho mày động vô đâu đốc Stone? Ok, thằng nào nó bắn tôi vậy? Mày nó gần đi các bạn ơi. Bật tộc với bố luôn. Ừ, chạy hộ bố mày cái, chạy hộ tao cái. Đâu rồi ta? Đâu rồi ta? Chạy đâu em ơi? Chạy đâu em ơi? Chạy đâu em ơi? Chạy đâu em ơi? Vậy là cứa này có cái outfit đẹp đó các bạn. Son Goku xong rồi body kiểu 6 múi nữa. Đây là cái body cũ mà tôi xài, hồi sức tôi xài này các bạn này. À cái nick cũ của tôi xài cái body này này. Adu God Snake, em đi đâu đây? À. Ừ anh đấy, mà đang quay clip mà lại gặp thằng em Snake đang làm gì trong đây đây? Mà em đi vòng chơi thôi. À anh cứ tưởng vào đây mày gift một trái quỷ vĩnh viễn cho fan mà. Tại vì cái đó cái công việc mà hay làm mà đúng không em? Đâu gà đấy, đâu à, đã thế nếu mà có dịp vào đây thì anh em mình làm một tí gọi là giao hữu em nhỉ? Ok, chơi luôn anh. Thằng nào thua gift Kitsune vĩnh viễn nhá. Không. Rồi ok, 1, 2, 3, vô. Chạy. Thốn không? Mà thốn không em? Lại bảo không? Có 14 anh. Không 14 nha. Mày đi. Không đứng. Các bạn vừa thấy tôi combo đỉnh không? Tia tử nhiệt. Mày chọi cái gì vào người anh? Thằng nhóc. Đấy, nhưng mà anh phải công nhận Snack kiểu này lên trình thật. Có lẽ là em phải rổ với thằng cu long rờ hay hình cu tu du vào solo với nó đi. Thấy mình đánh có vẻ ghê đấy. Nhân tiện đây thì cho anh xin cháy đồng nhá. Tại vì mượn nick của fan vào review thì cũng phải cho người ta cái gì đó đúng không? Nói chung là tôi vẫn cho các bạn ấy mấy cái trái kiểu như là trái vĩnh viễn nhưng mà cho thêm một trái rương đi. Ừ. Qua đây đi anh, cái ghế kia em không ngồi xuống được. Tao thấy mày không ngồi được cái ghế nào luôn á. Ừ. Lạ thế nhỉ? Một trái đồng bỏ vào cho thằng em Kiên Bro của tao. Đi lên. Đây cho anh trái đồng. Đó, free trái đồng các bạn nha. Cho thêm 15 phút biết hai. Ok. Thằng nào nhảy ra nó làm chó nha. 3 2 1 Go. Giỡn mặt tao rồi, nhanh lên nha. Đây là gift cho thằng em tao nha, đệ tao nha. Mày đừng có giỡn mặt với anh kiểu đó nha. Gift liền cho anh chứ đồng nhảy lên. Từ nay các bạn hãy gọi Snack là Snack si bà. Ê ra quýnh hải tặc đi Snack xem được cái gì đợi tí. Ok, chơi luôn. Ok, mà các bạn thấy á, Lockfoot tầm này ít người không các bạn? À, bọn tôi là đang ở ngoài server cộng đồng luôn nhá. Mà đang có hải tặc nhưng mà nếu thấy ai đánh ngoài ba anh em bọn tôi, God Chibun, God Snack và Bi Huỳnh, không có ai luôn. Tức là Lockfoot đang cần lắm một cái update từ admin. Tầm này mà ra update là hợp lý Snack nhỉ? Đúng rồi, dạo này đói content quá. Dạo này vừa đói content là một, với lại người chơi á, chính bản thân người chơi họ cũng đã kiểu như là họ đã chán rồi. Họ đã làm hết tất cả mọi thứ rồi mà. Ê cho anh đánh đi để anh xem là anh cháy gì nhá. Ừ, nghe thông tin mong manh là cuối tháng này là update đi Snack ạ. Thế thì ngon quá. Ở admin tiếp bên rang khứa đó nó lặn từ tháng 10 năm 2023. Xong rồi tới ngày 17 tháng 3 thì khứa đó mới đăng bài, nó lặn hơn 3 tháng. Mẹ. Tưởng nó banh lét không á. Rồi, u. Ê, hold up. Anh em mình cầm trái gì thì anh em mình đánh cái trái đó. Oh my god. Xin cái gì? Mẹ đưa thằng em tao, mẹ tao đã mượn nick thằng em tao rất là khó, hiểu không? Đưa. Ok.
Rồi, chúng ta cùng đến với cái nick tiếp theo, cũng là nick cuối cùng các bạn nhá. Đây rồi, đây là cái nick cuối cùng mà tôi muốn review cho các bạn xem, là của bạn Bát Mày Phố, hay còn có biệt danh là Rắn Ngoé. Thằng chuyên đi giveaway Kitsune, chuyên đi giveaway tất cả mọi thứ khi mà nó đấu với tôi, thì các bạn không còn lạ mặt thằng này nữa. Nhưng mà các bạn có bao giờ tự hỏi nick của một YouTuber nổi tiếng top 1 thế giới như là anh God Snack thì anh ấy sẽ có cái trả quỷ với lại là kho đồ như thế nào không các bạn? Thì ngay bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem. Đầu tiên thì God Snack có một cái mức bounty đéo thế nào hèn hơn, 4.6 triệu. Một cái mức bounty mà nhiều khi thằng nhóc mà nó oánh nhau có khi nó vẫn thắng Snack. Tiếp theo thì để xem là Snack sẽ có bao nhiêu tộc V4 các bạn nhá. Nghe đồn là nó mẹ bắt Godlinken làm cho nó full tộc V4, nhưng mà xem mẹ có đúng hay không. Ừ, đúng thật là full tộc V4 này các bạn này. Ai gù, có full gear nhỉ Snack nhỉ? À, không full gear này, full tộc thôi. À, vậy là full gear thôi, không full tộc. 100 triệu berry và 300 ngàn điểm fragment. Đúng chất là YouTuber có khác. Một cái mức berry và một cái mức fragment khá ổn. Đang xài sau anh ngạt cháy lôi và cái gậy trọng lực. Đây là cái combo mà thằng Snack nó kêu là tốt nhất mà nó từng sở hữu. Bằng chứng là các bạn có thể thấy là nó add con mẹ nó một cái dòng enchant. Dòng enchant say sóng vào trong cả cái thanh kiếm gậy trọng lực của nó. Là các bạn hiểu một điều là thằng này nó chỉ xài được đúng một combo thôi. Nó không phải như anh Bi đại thần. Ê, các bạn đừng bắt đầu kêu là anh Bi đại thần chỉ biết xài một chiếc mochi bậy nha. Tôi là tôi xài một chiếc mochi nhưng mà tôi xài được 100 combo trên một chiếc mochi. Còn Snack này nó chỉ xài được một combo trên cái hệ trọng lực thôi. Rõ ràng khác nhau nha, không có chung mâm với nhau các bạn nha. Các bạn không thể đánh giá tôi Snack là chung mâm được đâu nha. Rồi, tiếp theo ở phần kiếm 38 thanh. Ừ, 38 thanh là full rồi đấy. Còn mỗi thanh tam kiếm Zoru là chưa có, Snack nên xin đặc min cấp dần đi nhá. 13 cái vũ khí tầm xa, vật phẩm giá trị thì cũng không có gì đặc biệt. Thôi, chúng ta cùng chuyển sang cái phần gọi là trá quỷ rương luôn nhỉ. Snack có tự tin vào kho đồ của mình không? Bởi vì mẹ, nếu mà thua cả fan thì mẹ mày xứng đáng. Mày xứng đáng mẹ xóa cả cái arc đi thật sự đấy. À kìa, nói chung là anh thấy không? Có chỉ có 39 trái thôi mà coi đồ em tới 40 trái anh thấy không? À thì nó là có một trái vĩnh viễn mà. Trước khi mở cái kho đồ này ra tôi sẽ tiết lộ là nó chiên đi sinh của anh em ở trong Yoshigan nha mọi người. Không hề tay lứt từ người này qua người kia đó, cho em miếng nghi, cho em miếng nghi. À, như vậy là tất cả những kho báu của Snack là đều đi xin Yoshigan mà ra để tôi xem là cái hành trình ăn xin của nó như thế nào. Bam! Wow! Mà nghề ăn xin đúng là vua của mọi nghề. 16 chiếc leo bát, 9 chai rồng, 3 chiếc spirit, 2 chiếc kitsune. Má vua. Để xem mà random có ra mẹ kitsune không, ăn xin luôn yêu rep được cái tốt này. Ăn xin luôn, à mày random mày hả? Ai Yu Surius bị dẫn mặt với tao hả? Rồi, chúng ta cùng chuyển sang phần trái quỷ vĩnh viễn nha. À, nghe đồn Snack bảo là full, đúng không? Full. Mướt bần mượt full tất cả trái vĩnh viễn bao gồm cả trái rồng luôn các bạn nhá. Kinh thật, vậy là Snack mua trái rồng vĩnh viễn này trước khi mà game nó update đúng không? Đúng rồi anh ơi. Ừ, nhưng mà sao tao bật cái Haki lên tao thấy nó cứ mờ ảo ảo đéo nào nhỉ? À, em cố tình mà anh, em cái nick em được. Adu. Nó chỉ cần với Haki V1 thôi. Adu. Nani. Mà Adu. Mà cái nick nó là Haki V1 các bạn ạ. Đậu xanh, tao không hiểu sao cầm Haki V1 đi BB về luôn á. Tôi chịu luôn đấy. Quỳ thằng này luôn á. Điều đặc biệt mà. Như vậy là trong video này tôi review được 5 account VIP rồi nhất trong cái thế giới lóc trái cây. Thì theo các bạn đâu là nhân chơi xịn sò nhất, hãy comment xuống bên dưới nhá. Cũng như là nếu các bạn muốn lên TV thì các bạn có thể gửi qua cái Discord của tôi cũng như là email của tôi dưới phần mô tả và comment nha. Và như mọi khi đừng quên lại cho mình một like, share và đăng ký kênh. Đây là kênh mới hoàn toàn của mình. Nếu các bạn đang xem video là người cũ đã từng biết đến mình thì nhớ đăng ký lại để ủng hộ giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, đó là động lực rất lớn để mình có thể tiếp tục video. Và cuối cùng, nếu các bạn muốn tham khảo Block Food, Dragon Rương, V4, tộc các kiểu vân vân thì các bạn nhấn cái phần link bio mình có ghi như phần mô tả và comment nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tôi nghĩ là thằng Snack nó giảm nhất trong cái video ngày hôm nay các bạn ạ. Anh cứ thế nào.